Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Đảo Kinh Dị. Và mọi chuyện thì bắt đầu quay trở về với ngôi làng Nhật Hạ Ma Quái rồi. Tiếp tục chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu rằng tài phép của Bình Yên có đủ để chấm dứt kiếp nạn này hay không? Chuyện hay giờ thì mới bắt đầu đây. Hãy cùng Đảo Kinh Dị đến với Chuyện Kinh Dị Sau Áng Sương Mờ, tập 7, chương 22, bắt đầu hành động. Sau khi mà lấy chiếc quan tài đen về, lão Mào đã lau sạch sẽ, cất kỹ cho căn phòng kín rồi. Tuy nhiên là hắn chưa đụng đến chiếc quan tài mà hàng đêm vẫn cùng với 4 tên đàn em đi ra bãi tha ma đào trộm mộ. Chỉ lấy quan tài mà không lấy xác, xác thì lấp đất lại. 4 tên đàn em của hắn vẫn chưa hiểu lão Mào đang định làm cái gì. Hắn xài làm thì cứ làm theo thôi. Có một ngày thì cái sự hiếu kỳ đó không chịu được nữa. Trong cái đêm đen, khi chúng vừa khiêng một chiếc quan tài vừa ăn cắp ở ngoài bãi tha ma về, thì một tên mới hỏi: "Ông chủ, ông lấy những chiếc quan tài này làm gì mà nhiều như vậy ạ? Lỡ như có người phát hiện ra thì chết cả nút đấy ông ạ." Lão Mào cười cười rồi mới giải thích: "Dạo này chúng mày không thấy làm ăn thất bát quá sao? Tao muốn làm một vố thật là to. Tao muốn biến cả cái làng này thành tang thương chết chóc. Còn mấy cái quan tài, chúng mày gỡ ra, ngày mai bào hết lớp sơn đi. Xẻ ra đóng tủ quần áo, giường và bàn ghế cho tao. Khi nào đóng xong thì đem ra bán. Nhớ là bán giá rẻ thôi nha. Càng nhiều người mua càng tốt. Tao muốn xem tao làm thì có khác sư phụ làm hay không." Lão Mào mới ra lệnh cho 4 tên đàn em bắt đầu đóng những vật dụng gia đình bằng gỗ làm từ quan tài. Rồi tầm nửa tháng sau, người dân trong làng Nhật Hạ hay tin lão Mào bán đồ giảm giá. Bà con mới ùn ùn kéo đến mua đồ rất là đông. Họ còn thầm cảm ơn lão Mào có lòng tốt nữa. Nhưng mà không ai biết rằng đó là bắt đầu của những ngày tháng ác mộng. Còn về cái quan tài đen, lão Mào lựa chọn vong hồn thằng Quang con bác Phúc là cũng có lý do. Hắn vô tình học được một thuật trấn hồn không cần thân xác, cũng chẳng cần là phụ nữ, cũng chẳng phải hiếp dâm đâu. Chỉ cần bắt hồn một người còn trẻ, vừa trong 18 tuổi và chết bất đắc kỳ tử là nhất. Thằng Quang thì là lựa chọn tốt nhất rồi. Nó bị ngã từ trên mái nhà xuống, đầu bể toang, óc bắn tung tóe. Khi hắn đến thì hắn vẫn còn thấy linh hồn thằng Quang vất vưởng ở nơi đó. Nó vẫn chưa biết mình đã chết. Cuối cùng là khi nó bị bỏ vào quan tài, nó gào thét, nó căm hận, không thể nào chấp nhận việc mình đã chết rồi. Vì nó muốn sống lo cho cha nó. Nhưng mà trong chiếc quan tài đã bị lão Mào dán bùa trấn hồn, nó không thể nào thoát ra được. Cái đêm đầu tiên mà thằng Quang chết, lão Mào đào quan tài về. Một mình hắn ở trong căn phòng kín với chiếc quan tài, hắn đã nói với linh hồn thằng Quang: "Mày làm việc cho tao đi, tao sẽ cho mày sức mạnh tồn tại với thời gian. Nếu không nghe lời tao, thì cái lão già nhà mày tao cũng giết. Mày biết tao có thể bắt mày về đây, thì tao có hàng trăm cách tiêu diệt linh hồn mày. Để tao xem làm sao mày đầu thai được. Làm tay sai cho tao, tao sẽ cho mày uống máu hút dương khí, dần dần mày sẽ mạnh lên. Đến lúc đó tao xem thiên hạ này ai cản được tao." Kể từ đó, lão Mao hàng đêm sẽ trích máu lên chiếc quan tài nuôi dưỡng hồn phách của thằng Quang. Dần dần thì nó càng biến đổi thêm. Mắt nó dần chuyển sang màu đỏ, sức mạnh tăng lên kinh khủng khiếp. Nhưng mà lão Mao vẫn chưa có ý định sử dụng. Lão mới cho 4 tên đàn em đào một căn hầm ở dưới nhà. Căn hầm này rất rộng và sâu, dẫn thẳng vào trong lòng núi phía sau làng Nhật Hạ. Cũng mất thời gian khá lâu để mà đào xong căn hầm. Đêm nay thì đã rất lâu rồi, kể từ ngày hắn lấy chiếc quan tài đen về. Lão Mào muốn thử sức mạnh của con quỷ do mình tạo ra. Bây giờ thằng Quang đã mất ý thức của một con người. Lão Mào nói gì nó nghe đó như là một chiếc máy vậy. Lão Mào cũng không làm như sư phụ hắn, khắc ấn lên mu bàn tay, mà hắn khắc ấn lên một miếng gỗ quan tài. Công việc thu dương khí từ những người sử dụng đồ hắn bán ra đã được thực hiện. Tuy nhiên, để họ không phát hiện ra điều bất thường thì hắn hút rất chi là ít mà thôi. Đêm này hắn đã xài con quỷ đi giết người. Lão Mao về làng này đến nay đã được một năm. Trong làng Nhật Hạ có một ngôi chùa cổ. Đúng ra nó chỉ là một cái am nhỏ nhưng người ta quen gọi là chùa. Trụ trì của chùa là một vị cao tăng nhưng pháp lực thì chưa có đắc đạo. Ông có thu hai người đệ tử theo nữa. Từ khi mà lão Mao về làng, bằng ánh mắt nhìn của ông cảm giác trên người lão Mao vô cùng tanh. Nhưng mà vì pháp lực chưa có đủ nên ông không biết vì sao lại như vậy. Mỗi khi gặp lão Mao, ông đều nghe thấy mùi máu tanh từ người lão phảng phất bay qua.
Một lần tình cờ trụ trì có thấy cửa hàng của lão Mao bán đồ giảm giá, trụ trì cũng tính mua thêm hai đứa đệ tử chiếc giường nằm cho nó rộng thêm. Khi mà mua về, ông mới phát hiện ra trên chiếc giường mới mua có mùi của xác chết. Vì pháp lực thì không có mạnh nên không nhìn ra ngọn nguồn của mùi xác chết là do vấn đề nào gây nên. Tuy nhiên, ông không cho đệ tử của mình nằm mà ông đem nó đốt đi. Có một hôm vị trụ trì tìm gặp lão Mao, ông ta mới nói: "Anh Mao này, tôi thấy mấy cái giường cái tủ nhà anh bán ra ấy, nghe có mùi của xác chết đấy. Không biết vì lý do gì nữa. Tôi mong anh xem xét lại xem những đồ dùng đó có vấn đề gì hay không. Bán ra cho người dân trong trấn sẽ làm hại đến sức khỏe của họ đấy." Lão Mao thì biết là vị trụ trì đã nhìn ra được điều gì đó rồi nên hắn mới đáp: "Trụ trì nói thế mà cũng nói được à? Tôi làm ăn chân chính, cớ sao trụ trì lại nói vậy? Có mùi xác chết là thế nào?" Vị trụ trì mới đáp lại: "Anh Mao này, tôi nghĩ là ván đông đồ nhà anh có vấn đề đấy. Tôi nghĩ chúng được lấy từ ván quan tài lên đóng đấy." Lão Mao tức giận quát lại: "Thôi thôi thôi thôi, trụ trì có bằng chứng thì nói, đừng có nói bừa. Hay trụ trì thấy tôi bán rẻ quá nên ganh ghét?" Sư trụ trì không biết nói lại thế nào, đành im lặng thở dài rồi đi về. Kể từ đó, lão Mao luôn canh cánh trong lòng về vị trụ trì này. Đêm này hắn sai con quỷ đi giết ông ấy. Hắn muốn phá tan cái tín ngưỡng duy nhất ở trong ngôi làng. Không có ai có thể cản được bước chân của hắn ta. Cảnh ba đêm đó, từ trong nhà lão Mao, con quỷ lần đầu tiên xuất hành giết người. Khuôn mặt của nó giờ đây không còn là của thằng Quang, mà giờ nó đã biến thành ác quỷ thật sự. Trên bầu trời làng Nhật Hạ, con quỷ nó bay lên cao, rồi tìm đúng hướng vị trí ngôi chùa mà bay đến. Lúc này vị trụ trì vẫn đang còn tụng kinh niệm Phật, hai vị đệ tử đã ngủ từ khi nào. Bỗng cánh cửa chính của ngôi chùa bật tung ra, một cơn gió lạnh ùa vào. Vị trụ trì quay lại, đứng dậy định đóng cửa, thì ông mới thấy một bóng người đang đứng ngay đằng trước. Ông nghĩ là có người định xin ngủ nhờ qua đêm, vì chùa này thường xuyên có người lỡ đường xin ngủ lại, nên ông mới đứng tại chỗ rồi hỏi: "Xin hỏi thí chủ là ai, từ đâu đến đây mà đêm hôm canh ba còn ở ngoài thế này? Nếu mà không chê bản tự nghèo nàn, xin vào đây nằm nghỉ một đêm, rồi trời sáng thì hãy lên đường." Bóng người kia vẫn đứng im không nhúc nhích, trả lời bằng một cái giọng lạnh lùng vô hồn: "Tôi tới giết người, không phải là ngủ nhờ." Vị trụ trì nghe xong thì cứng cả người lại. Lúc này ông mới vận dụng nội công Phật học vào mắt nhìn người trước mắt để thủ thế. Người đứng trước mắt ông là một hình thể mà ông chưa bao giờ gặp qua. Không phải là người, không phải là ma. Ông chỉ thấy có âm khí, có xen lẫn cả dương khí đan xen tạo thành một chuỗi tuần hoàn bên trong cơ thể người đó. Lúc này ông thì mới nói: Người là ai? Tại sao đến nơi này quấy rối? Nhanh nhanh rời đi, nếu không đừng có trách ta vô tình." Tên kia mới nghe trụ trì nói vậy thì cười lên ha ha. Hắn có thể nói chuyện và suy nghĩ được đều là do lão Mao điều khiển. Hắn mới đáp lại vị sư trụ trì: "Hôm nay ta sẽ cho người thấy đạo không cao bằng ma đâu. Nạp mạng đi. Kể từ đêm nay cái làng Nhật Hạ sẽ không có chùa nữa." Nói rồi con quỷ lao đến như một làn gió. Sư trụ trì chưa kịp thủ thế đã bị một tát đánh bay ở phía trong, văng người đập lên tượng Quan Âm. Ông lồm cồm ngồi dậy, khắp người đều là bụi đất, miệng trào ra một dòng máu đỏ ướt cả đạo bào. Hai đứa đệ tử thấy động tĩnh mới tỉnh dậy. Chúng nhìn thấy sư phụ bị thương nên chạy lại đỡ vị sư trụ trì. Ông vịn vai và hai đứa đệ tử đứng dậy rồi mới nói nhỏ: "Chạy đi, chạy ngay đi, hắn là quỷ đó, chạy nhanh đi mà giữ mạng. Ta vô năng không bảo vệ được cho các con, hãy sống cho thật tốt." Nói rồi ông vận sức vào bàn tay, túm lấy cổ áo hai đệ tử, ném ra phía sau cho chúng chạy trốn. Hai đứa bé bị ném ra xa, ngã xuống đất bị đau, nhưng mà chúng không có khóc. Chúng nhìn về phía sư trụ trì. Trụ trì đứng xoay lưng lại với hai đứa trẻ, rồi ông mới quát lên: "Còn không nhanh chạy, muốn chết cả lũ hay sao? Nhanh!" Hai đứa bé vừa dắt nhau chạy đi thì ở trong chùa, vị trụ trì đang cố gắng chống đỡ những đòn tấn công như vũ bão của con quỷ. Rốt cuộc ông cũng không có chống lại được nó nữa. Nó đánh nhau với ông giống như đang thử sức mạnh của nó mà thôi. Bây giờ trên tay nó đang cầm một quả tim người, còn đập lên từng nhịp, từng nhịp. Vị trụ trì thì chỉ ú ớ lên được 2-3 câu rồi ngã xuống. Trước ngực một cái lỗ bằng nắm tay người lớn đang chảy máu ra xối xả, ướt cả nền đất.
con quỷ mới đưa trái tim vị trụ trì vào miệng nhai nhồm nhoàm, rồi nó biến mất. Hai đứa đệ tử của vị trụ trì thì đang dẫn nhau chạy ra ngoài kêu cứu. Nhưng mà chỉ vừa mới chạy được một đoạn thôi thì trên trán hai đứa xuất hiện hai cái lỗ to. Máu và óc từ trong chảy ra trắng hếu. Hai đứa ngã xuống chỉ kịp giật lên mấy cái. Ngôi chùa bốc cháy dữ dội, xác vị trụ trì bị cháy đen thui và hai đứa bé thì chết ở ngoài đường. Sáng hôm sau, người dân phát hiện thì mọi thứ chỉ còn lại một đống đổ nát và ba cái xác người. Chương 23: Âm huyệt. Sau cái chết của ba vị nhà sư, ngôi chùa cũng bị tàn phá nặng nề, không có ai dựng lại chùa nữa. Người dân thì cứ bàn tán mãi về cái chết của ba vị sư nọ. Một già hai trẻ. Họ phát hiện tim của vị trụ trì và óc của hai chú tiểu thì đã mất tiêu. Lão Mào muốn chiếm khu đất ấy thành của mình. Hàng đêm hắn sai con quỷ bay ra đó rồi hú lên vài tiếng ghê rợn. Người dân trong làng bắt đầu xì xào rằng khu đất ấy có ma. Dần dần cả khu đất rộng thênh thang bị người dân rào lại, không cho ai bén mảng ở bên trong. Cái khu đó bắt đầu cây cối mọc lên tùm. Lão Mào sai 4 tên đàn em đi vào khu đất ấy đào một cái hầm thật là rộng. Hắn cũng học lỏm được một ít thuật trấn yểm của Cao Biển nữa. Có thể nói Cao Biển là một nhân vật lịch sử, huyền thoại khá đặc biệt. Tuy là người Trung Quốc nhưng mà Cao Biển lại nổi danh ở Việt Nam. Từ góc độ lịch sử, Cao Biển là An Nam Đô Hộ, đóng vai trò cao trong bộ máy thống trị An Nam trong suốt một thời gian dài, là một vị tướng bình định Nam Chiếu. Nhưng đó là việc của lịch sử, chứ không phải là trọng tâm của câu chuyện này. Theo truyền thuyết, Cao Biển là một pháp sư kiêm thầy phong thủy nổi tiếng. Khi mà thấy ở An Nam nổi lên nhiều linh khí, tương lai sẽ sản sinh ra hiền tài. Đường Ý Tông bèn sai Cao Biển sang cai trị, cốt là để trấn yểm, phá tinh khí của An Nam. Cao Biển thường mặc áo phù thủy, mang theo bùa cốt, cưỡi trên diều giấy, bay lượn trên khắp trời đất An Nam. Xem nơi nào mà có vương khí phong thủy thì tìm cách yểm phá, cắt đứt cả long mạch. Thậm chí là Cao Biển còn bày mưu lập đàn để cầu khấn các thần linh bản địa của An Nam. Đợi họ hiện hình thì dùng gươm báu để chém đầu. Bằng chiêu này, Cao Biển đã hạ gục khá các vị thần của đất Việt. Cho đến một lần, y dùng chiêu này để trấn áp Tản Viên Sơn Thánh, tức là Sơn Tinh đấy. Nhưng mà khi vừa hiện hình thì Tản Viên Sơn Thánh dễ dàng đánh bay pháp khí của Cao Biển, rồi mắng cho Cao một trận thậm tệ, rồi mới bỏ đi. Cao Biển mới bèn chôn kim khí quanh núi Tản Viên để trấn yểm. Nhưng mà ngay sau đó một trận sấm sét nổi lên, đánh bật bùa chú khỏi lòng đất. Đến lúc này Cao Biển phải chịu thất bại. Sau đó hắn ta mới tìm thấy một vùng đất cát địa, bèn khởi công xây dựng thành Đại La, lấy làm trung tâm phát triển. Nhưng mà thành cứ xây lại đổ, Cao Biển mới lập đàn trấn áp. Lúc đó hiện lên một ông lão râu tóc bạc phơ, cưỡi rồng, tay cầm thẻ bài hiện lên. Theo sau là giông tố sấm sét đùng đùng. Cao Biển dùng hết bùa phép không thể nào linh nghiệm, bèn chọn đúc một hình nhân bằng vàng, bạc và sắt để trấn yểm, trấn cái vị thần kia. Nhưng mà cũng không làm gì được, hình nhân còn bị sấm sét đánh cho nát nữa cơ. Đêm đó vị thần đó hiện thân trong giấc mộng của Cao Biển, xưng là thần Long Đỗ của sông Tô Lịch. Cao Biển biết đấu không có lại nên phải xây đền thờ thần Long Đỗ. Lúc ấy thành Đại La mới xây dựng yên ổn. Truyền thuyết này thì đã nói nhiều rồi, nhưng mình chỉ nhắc lại trong câu chuyện mà thôi. Quay trở lại với Lão Mào, lão ta cũng học cách của Cao Biển. Hắn tìm được long mạch của làng Nhật Hạ là tại vị trí của cái chùa cũ. Cho nên hắn mới cho đàn em đào sâu vào. Hắn không cắt đứt long mạch mà dùng nó để nuôi dưỡng âm huyệt. Lão Mào tự phân tích ra rằng nếu hắn tạo ra âm huyệt thì hắn chính là người sẽ tích tụ được tài vật, nhanh chóng giàu có và làm ăn phát đạt. Cuối cùng cái ác mộng của âm huyệt bắt đầu. Cái này hãy kể vào chương sau. Sau khi một chiếc hầm rộng lớn được đào xong, Lão Mào bắt đầu hành động điên cuồng và man dợ của mình. Trong làng Nhật Hạ bắt đầu có người mất tích. Đầu tiên là cái anh Lục nhà đầu làng. Người này là một người chuyên đi mua nông sản ở các làng xung quanh rồi đem đi nơi khác để bán. Vì vậy công việc của anh là đi sớm về khuya. Và anh này thì vẫn còn độc thân nên cũng ít giao du với người trong làng. Đêm nay sau một ngày ngược xuôi, Lục có làm vài chén rượu ở làng bên. Mãi tôi muộn mới lóc cóc đánh xe ngựa về. Khi mà sắp về đến cổng làng, anh nghe có tiếng khóc cạnh gốc đa to của làng. Vì trời tối nên không có nhìn thấy rõ là ai. Anh Lục xách cây đèn lồng lên rồi hỏi: Ai đấy? Ai mà giờ này còn ngồi khóc bên đường thế kia?
Anh Lục đi lại gần thì thấy bóng lưng của một người đang ngồi. Đó là một người phụ nữ đang ngồi ôm mặt mà khóc. Anh mới lại hỏi tiếp. Cô gái, cô nhà ở đâu đấy? Tại sao đêm tối như thế này còn người khóc ở ngoài đây? Cô gái kia thì vẫn còn khóc hù hù. Rồi nghe anh Lục hỏi lần thứ hai, cô ta mới trả lời. Tôi là người làng bên. Bố mẹ tôi bị chủ nợ bắt đi rồi. Giờ họ lấy nhà lấy đất. Tôi không có nhà để về. Tôi đi lang thang đến đây, vừa đói vừa sợ. Anh Lục thấy hoàn cảnh cô gái này đáng thương nên anh mới nói. Thôi, hay là cô về nhà tôi nghỉ tạm một đêm đã, ăn uống cho no cái bụng đã rồi tính, chứ một thân con gái ngồi ngoài này không có tốt đâu. Nói rồi anh ta đi lại, dìu cô gái đứng dậy đưa lên xe ngựa, rồi đánh ngựa thẳng đường về nhà mình. Về đến cổng thì anh Lục mở xe ngựa cho cô gái xuống xe để vào trong nhà. Cô vẫn còn e thẹn và sụt sịt từ lúc lên xe đến giờ, anh Lục mới lại an ủi. Cô gái, cô vào trong nhà tôi nghỉ ngơi đi, rồi tôi nấu cái gì đó cho cô ăn. Anh Lục mới đưa cô gái vào trong nhà rồi đi xuống bếp nấu cho bát mì đưa lên cho cô. Tuy nhiên là khi đưa mì lên thì không thấy cô gái ở đó nữa. Anh Lục mới gọi. Cô gái gì đó ơi, cô đi đâu mất rồi? Anh Lục gọi mãi mà không thấy. Bỗng bên tai anh nghe có tiếng cười. Xem chùa mà không like là tao sẽ ám mày nha. Ai mà đang xem chuyện của Đào Kinh Dị thì nhớ like ngay và luôn đi nha. Đùa anh em một chút thôi. Lại nhá. Thật ra con ma nó không nói thế đâu. Để tôi bốc phét tí vào thôi. Nhưng mà anh em xem nhớ like nha, đừng có xem chưa. Anh Lục mới giật mình tìm kiếm xem tiếng cười phát ra từ đâu. Thì phía sau anh, một bóng người đã đứng từ phía sau từ lúc nào không hay. Anh Lục quay lại thì thấy trước mặt một khuôn mặt vô cùng ghê rợn đang nhìn anh cười lên the thé, từng cái tiếng như bị chặn ở trong họng, không phát ra lời được. Anh Lục mới la lên. Quỷ, có ai không cứu tôi? Tiếng la cuối cùng của anh im bặt, căn nhà trở lại im ắng như bình thường. Không có ai biết anh Lục xảy ra chuyện gì. Ngôi nhà của anh trong đêm bốc cháy dữ dội, bà con tỉnh giấc bởi tiếng la của một ai đó. Cháy nhà rồi bà con ơi! Những cái nhà gần đó mới chạy ra, xách theo nước đến cứu lửa, nhưng mà cháy to quá không thể nào làm gì. Đến khi trời sáng lửa mới tắt, người dân vào tìm kiếm xem thấy xác anh Lục hay không. Ở phía trong này mọi thứ đã cháy thành than, không còn nhận ra được một cái gì nữa. Mọi người nghĩ anh Lục đã chết mất rồi. Họ lo là đám tang cho anh với một chiếc quan tài rỗng tuếch. Còn về phía anh Lục, anh bị con quỷ túm lấy cổ bay về phía căn hầm dưới nền đất của ngôi chùa cũ. Về đây anh bị con quỷ đánh xỉu rồi bỏ xuống một cái hố đã được đào sẵn rồi. Ở dưới căn hầm này, lão Mao chuẩn bị một trận đồ hút linh mạch để mà trợ giúp hắn phát tài. Trong trận đồ chấn niệm của lão Mao đã được chuẩn bị các yếu tố như mộc là gỗ, nhân là người, mã là ngựa, tượng voi, xà rắn, ngũ sắc là năm thứ kim loại quý và ngũ cốc là lúa ngô kê sắn đậu, mà nhiều nhất thì chính là người. Hắn tính theo cách của mình thì phải nhét cả 100 người dưới này mới đủ, vì người mới là quan trọng nhất, sinh khí mạnh nhất, trí tuệ mạnh nhất, nên người nắm vị trí hàng đầu. Những thứ khác hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Từ ngày mà xảy ra cái chết của anh Lục thì trong làng cũng không có ai nghi ngờ. Vì những vụ cháy nhà chết người như thế này không tránh khỏi, nhưng mà rồi có những sự việc lạ cứ xảy ra làm cho dân làng bắt đầu lo thêm. Đó là những đứa trẻ con cả trai cả gái mất tích một cách bí ẩn ở trong làng. Trong làng một tuần trôi qua mà có tận 3 đứa trẻ mất tích. Cái điều đáng nói ở đây là chúng đều bị mất tích vào ban đêm, mà cha mẹ của chúng thì không thể nào hiểu được vì sao có người lại vào bắt được con họ đi. Cứ mỗi lần bắt được một đứa trẻ, lão Mao lại đào lỗ chôn sống chúng ở phía dưới, hòng tích tụ những oan khuất, những căm hờn từ linh hồn những người chôn sống để tạo thành âm huyệt. Âm huyệt có thể làm cho lão Mao mạnh thêm rất là nhiều. Trong làng lúc ấy mới họp lại nhiều cuộc họp khẩn cấp, vì cứ đêm nào cũng một đứa trẻ bị bắt đi. Những nhà có con nhỏ đều nơm nớp lo sợ, cả đêm không dám ngủ nữa, phải thức để trông coi những đứa trẻ của mình. Nhưng mà khi canh ba thì họ lại rất buồn ngủ. Đến sáng tỉnh dậy thì con đã biến mất không một dấu vết rồi. Người trong làng đồn ầm lên rằng trong làng có quỷ hút máu chuyên bắt trẻ con và ăn thịt hút máu. Tiếng ác thì đồn xa, các làng lân cận cũng lo sợ không ngớt. Không ai biết giải quyết được chuyện trẻ con mất tích,
thì trong làng lại mất tích cả mấy đứa con gái vừa tròn 18 tuổi nữa. Người trong trấn lại bàng hoàng không thôi, ai ai cũng lo sợ. Ban đêm nhà nhà thắp đèn sáng loáng, không dám chợp mắt dù rất buồn ngủ. Tuy nhiên là cái hiện tượng trẻ con mất tích thì vẫn diễn ra. Bỗng có một ngày, đầu làng xuất hiện một người đàn ông mập mạp vô cùng. Ông ta mới hỏi thăm đường đến nhà trưởng làng. Vừa đến trước cổng, ông ta đã gọi to: "Cho hỏi bác trưởng làng có nhà hay không?" Bác trưởng làng đang ngồi buồn rầu ở trong nhà, nghe tiếng gọi chạy ra, thấy một người đàn ông mập mạp vô cùng, miệng thì cười hề hề, nhìn dáng người rất chi là hèn mọn. Bác trưởng làng chào và hỏi: "Tôi là trưởng làng đấy ạ. Bác tìm tôi có chuyện gì vậy?" Chương 24: Tên đạo sĩ giả. Tên mập kia mới thấy bác trưởng làng đi ra thì hắn cười lên khoái chí rồi mới nói: "Chào anh, tôi là một đạo sĩ đang đi ngao du thiên hạ đây. Chẳng qua là khi đi qua làng, tôi thấy oán khí ngút trời, âm khí thì dày đặc, trên bầu trời ánh nắng thiếu sinh khí, tôi liền biết ngay làng mình đang gặp hạn rồi. Tôi tìm đến đây muốn giúp làng giải quyết chuyện này đây." Bác trưởng làng vẫn còn nghi ngờ, bởi qua ánh mắt nhìn người của ông thấy tên đạo sĩ này giống kiểu đi lừa người thì đúng hơn. Tuy nhiên là để tỏ vẻ lịch sự, ông cũng mời tên này vào nhà. Vừa vào thì hắn đã khen: "Chà, nhà bác cũng đẹp quá nhà, phong thủy cũng tốt này, gia tiên thịnh vượng lắm đây, con cái thì vô cùng khỏe mạnh." Bác trưởng làng nghe ông ta nói như vậy thì cũng gật đầu vui vẻ, rồi sau đó mới hỏi thăm: "Xin hỏi đạo sĩ, chẳng hay đạo sĩ tu ở núi nào ạ?" Lão đạo sĩ béo mới cười cười nói: tôi tu ở núi Tản Viên. Sư phụ tôi là một người rất tài năng, trên thì thông địa lý, dưới thì thông phong thủy, cho nên tôi mới tiếp thu hết được tinh hoa của ông ấy đây. Trong làng này chắc chắn là cái yêu ma quỷ quái từ nơi khác đến quấy phá, tôi sẽ giúp làng tiêu diệt nó, bác và bà con nơi đây cứ yên tâm đi." Nhìn thấy lão béo vỗ ngực cam đoan, bác trưởng làng cũng chưa tin lắm, bác mới nói thêm: Làng chúng tôi nghèo lắm, không có nhiều tiền trả cho ông đâu." Tên đạo sĩ nghe xong thì mặt hơi xị xuống, nhưng mà hắn không nói gì cả, chỉ dặn bác trưởng làng chuẩn bị đồ. Đêm nay hắn tiêu diệt con quỷ cho làng coi. Bác trưởng làng mới đi vận động mọi người, mỗi nhà một ít góp vào để mua đồ cúng và còn trả cho lão đạo sĩ nữa. Một cái mâm cúng to được bày ra, cái bàn đặt ngay giữa làng. Lão đạo sĩ mới dặn bà con: "Đêm nay là bà con tuyệt đối không được ra đây, nghe chưa? Có nghe tiếng gì cũng kệ, cứ ở trong nhà cho tôi." Mọi người nghe lời tên đạo sĩ, ai về nhà đó, đóng cửa kè then chắc chắn, ai cũng sợ cả. Chỉ còn mỗi lão đạo sĩ béo ở ngoài này. Hắn mặc một bộ đạo bào dài, đầu đội cái mũ, tuy nhiên cũng không thay đổi, che khuất được cái thân hình béo mũm mĩm của hắn. Hắn mới bắt đầu cầm một cây kiếm đã chuẩn bị từ trước, múa may qua lại, nhảy qua nhảy lại như một con cóc vậy, miệng thì lẩm bẩm: "Yêu ma quỷ quái nơi nào đến từ đâu thì đi về đó, đừng có mong làm hại bà con." Lão vừa nói vừa múa may, rồi cầm mấy lá bùa màu vàng mà hắn mua giấy ở nơi khác về, vẽ lòng ngoằng đánh lừa bà con. Hắn mới đốt hai lá bùa rồi tung lên trời cho chúng rơi xuống. Cùng lúc đó một trận gió lớn thổi qua, cuốn hai lá bùa vào không trung rồi biến mất. Tên đạo sĩ béo cười lên: "Ta đã nói rồi mà, bùa của ta là linh nghiệm lắm. Chạy đi, trước khi mà ta nổi giận, nghe chưa?" Thật ra cái tên béo này chỉ là một tên lừa đảo, chuyên đi lừa những người nhẹ dạ cả tin. Hắn từ làng khác đi ngang qua đây, ngay trong làng có nhiều đứa trẻ mất tích, cho nên đã dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ dân làng. Hắn nghĩ chỉ là ăn may, nhưng sự thật là hắn sai. Phía sau đó, con quỷ đang bay lơ lửng trên bầu trời, nhưng cơn gió lạnh rít qua, tạo nên những tiếng lá cây xào xạc trên cái con đường vắng tanh. Rồi có tiếng nói bên tai hắn: "Tên béo, người diễn cũng khá lắm, để xem hôm nay ai cứu được người." Tên đạo sĩ giỏm giật mình thon thót quay lại. Hắn nhìn thấy một người đang bay lơ lửng trên không trung, đang tiến dần về phía hắn. Hiện ra một cái khuôn mặt vô cùng kinh khủng, hàm răng nhô cả ra bên ngoài, hai con mắt đỏ ửng lên. Hắn mới hét: "Ôi quỷ, quỷ, bà con ơi, có quỷ. Tôi xin lỗi, tôi không nghe thấy gì hết, tôi không thấy gì, tôi không thấy mà." Hắn cúi đầu về phía con quỷ, tay đưa ra như lạy lạy mấy cái, vừa nói vừa thụt lùi phía sau, rồi quay đầu bỏ chạy. Hắn mới chạy chưa được bao xa thì cảm giác bị nhấc bổng lên, rồi thân hình đồ sộ quán bị ném quay ngược lại, rơi lên cái bàn làm lễ cúng rồi tan nát ra. Tên béo lồm cồm bò dậy giáng chạy đi, nhưng hắn chỉ kịp ú ớ vài câu rồi chết. Bởi trước cổ họng hắn một tấm ván từ trên cái bàn vỡ ra, có một đầu nhọn
giờ đang đâm xuyên qua cổ của hắn. Máu chảy ra lênh láng, hắn chỉ kìm ọc ọc lên mấy cái rồi ngoẹo đầu sang một bên. Sáng sớm hôm sau, một tiếng hét thất thanh vang lên từ ngoài đường. À, bớ người ta, có người chết bà con ơi, có ai không? Tiếng hét vang lên lành lành, ai cũng nghe thấy. Những người chưa ra đường giờ đây tung cửa chạy ra, mọi người tập trung rất là đông. Khi mà họ ra đến nơi phát ra tiếng hét thì cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mặt. Tên đạo sĩ béo đã chết và giờ đang bị treo lủng lẳng bằng một cái cây xuyên qua cổ họng ở đầu làng. Những cái tiếng hét vang lên của những người yếu tim, có người thì chạy đi tìm trưởng làng. Khi trưởng làng ra thì ông ngã quỵ khi nhìn thấy gã đạo sĩ tới qua còn khua môi múa mép, đảm bảo là yên tâm. Mà bây giờ thì lại chết treo lên trên cổng làng thế này rồi. Trời đầy làng ta rồi, ông trời ơi, tại sao lại đầy đọa dân làng chúng con thế này? Khi mà ông vừa nói xong, trên bầu trời bỗng mây đen kéo đến vần vũ, từng cái hồi chớp giật liên hồi. Nhiều người sợ hãi quá chạy tán loạn khắp nơi. Cái xác tên béo vẫn còn lủng lẳng trên cổng làng. Không có ai ở đó, chỉ còn có mỗi mình trưởng làng và đứa con trai lớn tên Quân. Hai cha con nhà bác trưởng làng đứng dưới nhìn lên, thấy từng loạt sét đánh ầm ầm trên không trung. Cậu con trai thì mới khuyên: bố ơi, về nhà cái đã, tạnh mưa thì chúng ta ra xem thế nào, chứ mưa to quá, sét đánh nguy hiểm lắm bố ạ. Nghe lời con trai thì hai bố con về, trưởng trấn dắt nhau về nhà. Cái xác vẫn treo lủng lẳng trên cổng làng, không còn ai ở lại đó nữa. Đến khi mà trời quang mây tạnh, mọi người mới dám đi ra ngoài, nhưng mà không ai dám trèo lên đưa cái xác xuống. Ai cũng đùn đẩy nhau. Cuối cùng bác trưởng làng phải tự mình leo lên, đứa con mới cản lại. Cha, cha có tuổi rồi để cho con leo, lỡ mày ngã xuống thì sao cha? Nhưng mà bác trưởng trấn cản lại và nói: con là giọt máu cuối cùng của nhà ta, đừng có làm chuyện này. Cha già rồi có chết cũng không sao, con phải giữ gìn hương hỏa cho dòng họ nhà mình nữa. Quân mới nghe cha mình nói như vậy cũng không dám cản. Người trong làng thấy trưởng trấn đi ra, đưa thang trèo lên thì cũng có 3-4 người tuổi cũng sàn sàn như trưởng trấn đi ra. Họ là bạn bè chí cốt của ông từ bé. Thấy họ đi ra, trưởng trấn mới nói: các ông làm cái gì vậy? Thôi đi ra đi để tôi lên, các ông còn con cháu nữa mà. Họ cười rồi mới đáp: chúng tôi không có sợ chết đâu. Ông còn không sợ, tại sao chúng tôi lại sợ? Nếu mà cứ sợ hãi như vậy thì ai bảo vệ cái làng này? Nghe người lớn nói chuyện với nhau, những người thanh niên trong làng cảm thấy hổ thẹn. Có người bước ra sau đó rất là đông, nhưng mà bác trưởng làng không cho leo lên đưa cái xác xuống. 4 chiếc thang được dựng lên, bác trưởng làng và 3 người bạn leo lên. Khi mà lên đến gần cái xác, họ mới phát hiện một đầu tấm ván ghim vào trong thanh ngang của cái cánh cổng làng. Ai cũng sợ hãi không thôi. Sức mạnh nào mới thể ghim một cái thanh gỗ vào như thế này đây? Phải vất vả lắm, 4 người mới đưa được cái xác của tên béo xuống. Cả làng mới góp chút tiền của, mua một chiếc quan tài rẻ tiền nhà lão Mao để mà chôn cất tên béo kia. Lão Mao còn nói thêm: tôi chỉ lấy một nửa tiền thôi, coi như là tôi góp chung tiền với bà con lo hậu sự cho ông ấy. Cảm động trước tấm lòng của lão Mao mà không ai biết rằng hắn ta mới chính là kẻ ác nhân trong làng. Cả làng lo ma chay cho tên béo xong xuôi. Sáng ngày hôm sau, người trong làng lại phát hiện ra thêm một người bị chết nữa. Người chết chính là cái người hôm qua cùng trèo lên cổng làng lấy xác tên béo xuống cùng với trưởng làng. Ông ta chết một cách rất là ghê rợn, người như bị vặn cong ra, như người ta vắt quần áo vậy. Xương cốt vỡ vụn hết, máu từ trong người chảy ra theo những cái lỗ mà bị xương gãy đầm rách ra. Người teo quắt lại vì bị mất máu, ánh mắt vẫn còn trợn ngược lên vì sợ hãi, chết không nhắm mắt nữa. Cả làng thì lại được một phen khiếp đảm kinh hồn, chẳng ai có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở trong cái làng này. Những người hôm qua tham gia vào việc đưa cái xác tên béo thì vô cùng là sợ hãi, chỉ có bác trưởng làng là bình chân như vậy. Con trai bác là anh Quân mới nói: Hay bố đi làng khác tránh đi, chứ con sợ lắm bố à. Con sợ đây không phải là điều ngẫu nhiên, mà là nó nhắm vào những người lấy thức ăn của nó đấy. Bác trưởng làng thở dài thườn thượt, nhìn đứa con rồi ông mới đáp: con đừng có lo lắng quá, bố nghĩ là ông trời không tuyệt đường sống của chúng ta đâu con. Mà dạo này con có thấy nhiều người trong làng giống như có vẻ rất là mệt mỏi không Quân? Bố thấy sắc mặt của con cũng không có được tốt lắm đâu. Bác trưởng làng có ánh mắt vô cùng sắc bén, sự thay đổi nhẹ người dân trong làng bác đều nhận ra.
Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà họ lại trở nên như vậy. Con trai bác nhìn cũng có vẻ mệt mỏi. Còn về phần lão Mao, sau khi lão cho con quỷ đi giết tên đạo sĩ giỏm để mà hù dọa dân làng, hắn mới trèo xác tên béo lên đó để cảnh báo rằng nếu còn có đạo sĩ đến thì cũng sẽ như tên béo này. Tuy nhiên là người trong làng thì không hiểu ý đồ của hắn. Họ còn chôn cất tên béo đi. Hắn sẽ giết từng người đã đụng vào cái xác của tên béo. Chương 25: Năm vị nhà sư. Dạo gần đây thì âm huyệt mà lão Mao tạo đã dần hình thành. Hắn ngày đêm lén lút đi đến xem âm khí tỏa ra, còn cho con quỷ ở lại đó hút âm khí tu luyện nữa. Dương khí hắn rút từ người dân ở trong làng, hắn bảo quản ở một nơi kín đáo. Nhưng mà có một sự việc hắn không ngờ đến, chính là sự bất cẩn của bốn tên đàn em. Khi trước hắn cho bốn tên đàn em đào căn hầm này, chính là phía dưới hắn phát hiện ra được long mạch của cái làng. Long mạch càng lớn, làm ăn lại càng vượng. Hắn muốn dùng long mạch chi khí để nuôi dưỡng âm huyệt cho hắn sử dụng vào mục đích luyện tà pháp của mình, cũng là trợ giúp cho hắn việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà không ngờ được rằng bốn tên đàn em của hắn đào phải long mạch. Tuy là nó chưa đứt vỡ nhưng mà cũng bị thương nặng nề. Khi mà âm huyệt đặt xuống thì càng ngày mạnh vì nó hút được long mạch chi khí. Long mạch càng bị âm huyệt hút cạn đi những tinh túy nhất. Cái vết thương của long mạch ngày càng nặng và dẫn đến tắc nghẽn, rồi không kiềm chế được sự phát triển của âm huyệt nữa. Âm huyệt không còn long mạch kiềm chế nên mới dần dần nó bành trướng ra. Những cái âm hồn trong đó ngày càng điên loạn, gào thét đình tài nhức óc. Dần dần dưới căn hầm ngầm đó, âm khí đã bao trùm tất cả, tuy nhiên là nó chưa có thoát được ra ngoài. Còn về phần lão Mao, lão cũng đã phát hiện được âm huyệt có sự bất thường nhưng mà không biết xử lý ra sao. Càng ngày nó càng lan tỏa ra. Những cái dương khí mà lão thu được từ người dân trong trấn cũng đều bị âm huyệt hút mất. Về phần con quỷ của lão, trong một lần hút âm khí quá nhiều, nó đã mất dần khỏi sự kiểm soát, không nghe theo sự sai khiến của lão Mào nữa. Rất may lão cũng kiềm chế được nó, không làm phản lại. Giờ đây nó thích thì ở lại căn hầm, không thì tự do ra ngoài. Trong làng bắt đầu có những sự tàng tóc triền miên. Người chết là bác Cát, người cùng với trưởng làng hạ xác tên béo xuống. Nó vẫn nhớ lời sai khiến của lão Mào nên mò tìm đến bác Cát. Không ai biết bác ấy chết như thế nào. Vào cái đêm mà bác Cát mất tích, sáng ngày hôm sau vợ và con tìm không có thấy bác. Người dân trong làng cũng huy động người đi tìm, nhưng mà tìm mãi thì không thấy đâu. Ai cũng nghĩ bác bỏ làng mà đi rồi. Nhưng mà không. Một tuần sau người ta phát hiện xác bác Cát chết ngay giữa bụi tre gần cạnh con đường ra bãi thả mà. Xác chết thì đã bốc mùi hôi thối. Những người ở gần đó nghe mùi thối nên chia nhau đi tìm và tìm thấy xác của bác ở giữa bụi tre. Xác bác bị cột thẳng đứng theo thân cây tre, ruột và các thứ nội tạng bị móc ra, vứt vương vãi trong bụi tre. Người ta phải vất vả lắm thì mới đưa được bác ra khỏi bụi tre. Lão Mao thì cũng đến xem và lão biết ngay là tác phẩm của con quỷ kia. Những người ở làng bên thấy làng Nhật Hạ gặp tai ương nên đề nghị giúp đỡ. Họ mời ở đâu được 5 vị nhà sư mới về làng Nhật Hạ tụng kinh, giải oan khuất và cầu siêu cho những người đã mất. Trong số những vị nhà sư, có một vị đã lớn tuổi rồi. Ông nhìn ra được làng này âm khí nặng nề sắp bao phủ cả làng. Ông mới nhờ bác trưởng làng nói lại với bà con. Bác trưởng làng này, tôi e rằng trong làng mình đang có quỷ hoành hành đấy. Và giống như nó sắp thành âm huyệt rồi. Vì pháp lực của tôi có hạn nên không có giúp gì được cho cả làng đâu. Trong một cuốn sách tôi đọc được, họ có nói dùng máu cho mực có thể tránh được quỷ quấy phá. Bác cứ thử xem, chúng tôi sẽ tụng kinh niệm Phật để cầu an cho làng mình. Bác trưởng làng mới tập trung mọi người lại, nói ra những lời như vị thầy chùa đã nói. Lão Mào cũng có mặt ở trong đấy. Bác trưởng thôn dặn mọi người nhà ai có chó mực thì đem ra giết lấy máu rồi bôi quanh nhà tránh quỷ bắt đi. Dân làng ai cũng vui mừng, cảm ơn mấy vị sư thầy. Tuy nhiên là nhà ai có chó mực thì vui vẻ, còn nhà ai không có thì mặt họ buồn rười rượi. Nhưng mà rồi họ vui mừng vì người trong làng đã chia cho nhau những chén máu chó hiếm hoi. Còn 5 vị thầy chùa, họ sẽ ở giữa đường làng tụng kinh niệm Phật 3 ngày 3 đêm nhằm cầu bình an cho ngôi làng. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ ba có một cơn giông to ập đến, nước ngập linh láng khắp cả đường. Bà con mới vội vàng đem đồ ra dựng lên một chiếc lều nhỏ để che mưa cho các vị nhà sư. Các nhà sư vẫn tụng kinh ở đó. Sau cơn mưa, trên bầu trời những áng mây đen đặc che kín cả vùng trời trên đầu người dân Nhật Hạ. Ai cũng nhìn trời mà ngán ngẩm.
mùa màng bị trận mưa lớn làm ngập nước. Đêm hôm đó, lão Mào sai con quỷ đi giết người. Nó miễn cưỡng làm theo lời lão Mào, vì dần dần đang mạnh lên. Lão Mào dặn nó đi giết 5 vị thầy chùa đang cầu an cho cả làng, bởi vì họ chỉ cho dân làng cách phòng tránh con quỷ của lão. Đối với máu cho mực, bây giờ đã là vô dụng với con quỷ kia. Nhưng mà lão Mào thì hắn không muốn có một ai nghĩ cách giết chết con quỷ của mình. Đêm đó, canh ba vừa đến, 5 vị thầy chùa đang tụng kinh niệm Phật. Xong đêm nay là ngày mai họ hoàn tết buổi lễ rồi. Cả 5 người đang lặng lẽ đọc lên những bài kinh cầu bình an thì một cái trận gió mạnh thổi ra, kèm theo cả tiếng quỷ cười. Tiếng cười vang lên phía trước mặt 5 vị nhà sư, nhưng trận gió thổi lên liên tục, quấn theo bụi bặm mù mịt cả con đường, kèm theo âm khí dày đặc. Vị nhà sư lớn tuổi nhất vẫn ngồi nguyên đó, miệng lẩm bẩm mà nói: "A Di Đà Phật, quỷ do người tạo ra, ác niệm cũng do con người sinh. Yêu nghiệt, có phải hôm nay nhà ngươi đến giết chúng ta có phải không?" Có tiếng người phát ra từ trong đám bụi mù: "Mấy vị nhà sư, ngoan ngoãn thì rời đi, bỏ mặc cái làng này. Nếu không các vị cứng đầu cản ta thì hôm nay ta sẽ cho các người về với Đức Phật luôn." Vị sư khi nãy mới quát lên: "Yêu nghiệt, người nhà Phật chúng ta cứu độ khổ ải, cứu độ chúng sinh, chúng ta thà chết cũng không bao giờ chùn bước." Khi mà ông vừa nói xong, 4 người còn lại bắt đầu đứng dậy thay đổi vị trí. Họ đứng dậy ngồi hết phía sau của vị nhà sư lớn tuổi, tay đeo tràng hạt, miệng niệm chú trấn tà. Trên người họ hiện lên một vòng hào quang màu vàng nhạt, bao phủ toàn bộ 5 vị nhà sư vào trong. Con quỷ nó mới tức giận quát lên: "Tự tìm đường chết thì hôm nay ta cho các người gặp Phật tổ." Nó nói xong thì bay đến gần 5 người như một cơn gió vậy. Nhưng mà 5 vị nhà sư có một vòng kim cang bảo hộ, nó không thể làm được gì. Quá tức giận, hắn mới gầm thét lên inh ỏi. Nó mới nói: "Tính mãi hết sức mạnh của ta sao? Các người đợi đó, ta sẽ cho các người bất ngờ." Sau cái tiếng hét của nó lúc nãy, từ xa có hàng trăm con âm hồn đang bay vất vưởng ra. Chúng có già, có trẻ, có cả em bé nữa. Những âm hồn gào thét cưỡi gió mà đến. Con quỷ ra lệnh cho chúng phá vỡ vòng kim cang của 5 vị nhà sư. Những cái oan hồn này chính là từ âm huyệt do lão Tần làm bay ra. Có nhà sư nhìn thấy mấy đứa trẻ con cũng bị chết, lòng thì dâng lên cảm xúc. Rồi trong lúc phân tâm, ông là người bị thương đầu tiên. Có người trước tiên, rồi thì sẽ có người thứ hai. Rốt cuộc thì vòng kim cang bị phá vỡ ra, 5 nhà sư đều bị thương. Bây giờ con quỷ mới lại bước ra trước mặt họ và nói: "Tụng kinh nữa đi, đọc chú nữa đi, đọc đi." Cứ một câu nói nó nói ra là vị nhà sư đầu tiên bị nó đập vào đầu một cái. Đập đến đầu, nhà sư đó hộc máu ra đến đó. 4 người kia ra tay cứu ông, nhưng mà lực bất tòng tâm. Cuối cùng thì 5 nhà sư bị con quỷ giết chết bằng cách đập dã man nhất. Nó đập nát bét đầu của họ ra, chẳng còn nhận ra cái khuôn mặt đầu nữa. Đến sáng người dân ra thăm thì ở đó chỉ còn lại 5 cái xác chết không đầu, nằm co quắp dưới nền đất lạnh. Máu chảy ra từng cái vũng đen đặc, mùi tanh thì bốc lên nồng nặc. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến ai cũng phải sợ hãi, mạnh ai người đó chạy. Vừa chạy vừa hét ầm ầm cả một con đường. Xác 5 vị nhà sư vẫn còn nằm đó, không ai dám ra nhìn. Chỉ có bác trưởng làng, một mình ông đi ra, tới nhà lão Mao mua quan tài. Lão Mao lúc này cũng giả bộ sợ hãi đóng kín cửa. Bác trưởng làng kêu mấy lần thì hắn mới dám ra mở. "Chú Mao ơi chú Mao, tôi trưởng làng đây mà, mở cửa cho tôi nhờ cái việc này với." Lão Mào thì cũng đã nghe rồi, nhưng hắn giả bộ không thấy. Đến khi bác trưởng trấn kêu thêm mấy lần nữa, hắn mới chạy ra mở cửa. Vừa thấy bác trưởng trấn, hắn đã nói: Bác trưởng trấn ạ, bác tìm em có chuyện gì không?" Bác trưởng thì vừa thở dài vừa đáp: "Chú bán cho tôi 5 chiếc quan tài để chôn xác 5 vị nhà sư chết ngoài giữa làng ấy. Nhanh nha chú, tiền thì tôi khất dịp khác, có tôi trả lại cho." Lão Mào thì vẫn giả bộ run giọng: Bác cứ lấy dùng đi ạ, giờ giữ mạng quan trọng hơn bác ạ." 5 chiếc quan tài từng cái một do bác trưởng làng và con trai đưa đi chôn cất. Cả làng không có một bóng người nào bén mảng ra đường. Chương 26: Làng Nhật Hạ bị lụt. Sau khi chết của 5 vị nhà sư thì cái làng Nhật Hạ bây giờ nó tang thương, chết chóc đến rợn cả người.
Ngoài đường phố thì vắng tanh, kể cả gà chó cũng thấy chúng chui rúc ở trong chuồng hoặc trong góc sân. Ra đường chẳng có một bóng người. Không biết là máu chó mực có tác dụng hay không, nhưng mà từ khi xảy ra cái chết của năm nhà sư thì không thấy có ai chết thêm nữa. Căn nhà của lão Mao đóng kín. Trong căn phòng kín, hắn bỏ chiếc quan tài giờ này, hắn đang tức giận, miệng lẩm bẩm thì chửi. Đúng là công cốc mà, mất công lắm ta mới tạo được âm huyệt, cái lũ ngu kia làm cho nó ngày càng mạnh. Dần dần ta mất tầm kiểm soát rồi, chết tiệt thật mà. Lão Mao mới phát hiện chiếc quan tài đen giờ này mất giá trị, con quỷ đã không còn nghe theo sự sai khiến của lão nữa. Dấu ấn lão làm ra cũng mất rồi, bây giờ âm huyệt đang có dấu hiệu vỡ ra, lão chưa tìm được cách khắc phục nó. Bây giờ lão tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Làng Nhật Hạ tưởng chừng như yên bình thì trong một cái cơn mưa lớn. Kể từ khi làng Nhật Hạ hình thành, các cụ lớn tuổi nhất còn sống mới than. Chưa bao giờ mà có một cơn mưa lớn đến như vậy. Đúng là mưa rất là to, mưa rơi rả rích từ sáng cho đến chiều rồi qua đêm. Ngày hôm sau vẫn còn mưa, mưa xối nặng hạt. Bỗng có người gõ kẻng la lên: nước lên rồi bà con ơi nước lên cao rồi. Không biết là tiếng la thất thanh của ai, mọi người đang ở trong nhà nghe tiếng người la nước lên thì đội mưa chạy ra nhìn. Từng cái dòng nước quần quận chảy vào giữa làng Nhật Hạ như là một con rắn lớn đang trườn đi vậy. Có người lần đầu tiên trong đời sống ở đây mới thấy nước to đến như vậy. Nước dâng lên nhanh ngập quá mắt cá chân người. Bác trưởng trấn chạy ra ngoài đê tắt nước, xem thì thấy con đê dẫn nước đã vỡ rồi, vội vã chạy về làng, vừa chạy vừa hô to: đê vỡ rồi bà con ơi, nhanh lấy đồ đắp đê vỡ rồi bà con, nhanh nhanh, không chết cả làng bây giờ. Cả làng mới đội mưa ra đê, cảnh tượng từng dòng nước như một con thùng luồng lớn đang lao nhanh đi vậy. Ai cũng khiếp đảm, bác trưởng trấn phân công mọi người xúc đất, bỏ vào những cái giỏ tre, chèm thêm đá vào, lấp vào cái lỗ mà đê bị vỡ. Nhưng mà sức người thì có hạn, mưa rơi kèm theo gió lớn nên công việc đắp đê diễn ra rất là lâu. Lão Mao và bốn tên người làm của hắn cũng đi ra xem giúp, nhưng mà hắn bỗng bị sực nhớ đến căn hầm ở nhà và dưới nền chùa nữa. Trời mưa mà làng bị lụt thế này, khả năng căn hầm sập thì phong ấn của lão cũng không thể nào ngăn cản nổi âm khí thoát ra ngoài. Hắn mới vội vàng chạy đi gọi bốn tên đàn em rồi chạy về nhà. Nước thì vẫn còn ngập, và phát hiện ra căn hầm phía dưới nhà của hắn, nước đã lọt vào rồi. Hắn nói với bốn tên đàn em: chúng mày đi ra giúp bọn nó lấp lại đê đi, tao đi xem xét căn hầm một chút. Hắn cố ý sai bốn người kia đi để hắn vơ vét tiền tài chuẩn bị trốn đi. Bây giờ hắn cảm nhận được phong ấn phía trên âm huyệt sắp vỡ ra rồi. Nếu nó mà vỡ ra thì chỉ có con đường chết mà thôi. Hắn cũng sợ mọi người phát hiện ra đây là tội ác của hắn thì cũng chỉ có con đường chết. Lão Mao lên kế hoạch ác độc hơn nhiều. Hắn bắt rất nhiều oan hồn rồi bỏ vào bên trong chiếc quan tài đen. Không biết là bao nhiêu cho vừa. Chỉ nghe những tiếng khóc than ai oán phát ra từ bên trong. Sau đó thì dùng máu của mình tạo thành một vòng tròn phong ấn ở phía trên nắp quan tài. Và chiếc ấn dùng để hút dương khí của con người chính là chìa khóa mở ra phong ấn trên nắp quan. Ý định quán chính là ai mở nắp quan tài này ra thì cả đời bị oán niệm của oán khí bao trùm, sống không bằng chết, điên điên dại dại. Sau khi mà làm xong mọi thứ, hắn mới lấy mấy cái đinh bằng bạc đóng nắp quan tài lại, miệng cười gằn rồi nói lên những câu nham hiểm. Chết hết đi, cho chúng mày chết hết đi. Còn về phía người dân làng Nhật Hạ, không có ai biết được đầu sỏ gây nên tội ác bấy lâu nay cho làng thì đã trốn đi rồi. Mọi người đang gồng mình đắp đất vá đê. Tới khuya ngày hôm đó thì mưa dừng hẳn, đoạn đê vỡ cũng được mọi người dân kiểm soát tốt. Họ bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về. Trên đường quay về làng, vì con đê cách làng một đoạn không xa, nhưng mà muốn đi ra đê phải đi ngang qua bên hông của bãi Tha Ma. Con đường ra đê uốn cong theo chiều cong của khu đất làm bãi Tha Ma. Khi mà đoàn người đi qua bãi Tha Ma thì có tiếng kêu vang lên: Ôi, có người chết bà con ơi. Người la thì là anh Quân, con trai bác trưởng trấn. Anh ta sợ quá mà té cả người xuống ruộng lúa đang ngập nước quá đầu gối. Mọi người vất vả đưa anh lên, thì theo hướng chỉ, bên cạnh con đường ngập nước phía dưới có một xác người lật úp đang nổi lềnh bềnh. Quần áo thì bị cây cối kéo rách toang, lộ cả phần thịt ở lưng đã thối rữa ra rồi. Đèn đuốc được huy động lại xem là ai đã chết.
Bác trưởng làng dùng chiếc cào lật người đang úp kia lại xem là ai. Khi mà cái xác vừa lật lại thì ai cũng hét lên: trời ơi là trời, ghê quá đi mà. Tại vì cái xác vừa lật lên là khuôn mặt đã nát bè bét rồi, chỉ còn lại mớ tóc bám lởn vởn. Và xác này thì đang phân hủy. Khi bị lật lại thì đọng nước nên mùi bốc lên rất là thối. Giòi bọ từ bên trong bò ra. Ai nhìn vào cũng nghe lợm cả giọng. Có người ngồi xuống nôn nọe ngay tại chỗ. Bác trưởng trấn vẫn còn bình tĩnh mới hỏi lại: có ai nhận ra đây là xác người làng mình hay là xác ở đâu trôi theo trận lũ lụt xuống không bà con? Vì cái xác đang thối rữa mạnh nên cũng chẳng có ai nhận ra là người trong làng hay là người ngoài làng nữa. Bỗng có người đáp: trong làng mình cái đợt vừa rồi chết đều chôn ở ngoài bãi tha ma, mà đâu có ai bị mất đầu thế này đâu. Có khi là của người làng khác chết trôi theo dòng nước cũng nên. Ai cũng đang thắc mắc cái xác này từ đâu tới thì lại có tiếng kêu lên từ phía sau: dưới này còn một cái xác chết nữa bà con ơi. Lại thêm một cái xác chết nữa được bà con phát hiện. Cái xác này nó chỉ trôi lên một chút cánh tay nên chưa có ai thấy. Bây giờ nước bị động nên cái xác nổi lên mới nhìn rõ. Cái xác này vẫn còn phân hủy nhưng không có bị mất đầu như cái xác kia. Khuôn mặt thì cũng phân hủy nặng rồi, nhưng mà quần áo trên người mặc vẫn còn nguyên. Có người nhận ra cái xác kêu lớn lên: đây hình như là xác thằng con nhà bác Phủ ở cuối xóm thì phải. Đợt nó chết tôi nhớ nhà nó có mua quan tài cho nó thì có mặc cái bộ đồ này đây. Có người nói lại: vớ vẩn, quần áo thì giống nhau nhiều, chứ làm gì chỉ có mình nhà bác Phủ có bộ đồ này sao? Mà người chết chôn xuống đất, nhét vào quan tài rồi, làm sao mà bây giờ nằm ở đây? Chỉ trừ khi bị ai đó đào lên mà thôi. Cái người lúc nãy cứng họng không biết phản bác thế nào, nhưng mà anh ta còn nhớ khi bác Phủ liệm cho con mình, hình như là trên cánh tay có đeo một sợi vải ở trên tay. Anh ta lấy cái cào, cào xác chết lại gần và kéo cái tay áo cho lòi cánh tay ra. Anh ta mới la lên: đúng là thằng con nhà bác Phủ rồi, có sai đâu mà. Đây này, mọi người nhìn đây này, cái dây này tôi thấy bác Phủ cột cho nó. Bác ấy còn nói là cha muốn con kiếp sau vẫn là con của cha nữa cơ mà. Để khẳng định lời mình là đúng, anh ta rủ thêm một người nữa chạy về nhà bác Phủ. Vì bác ấy già yếu rồi nên không đi ra được đây. Một lúc sau thấy anh ta quay lại, trên lưng còn cõng theo bác Phủ đi ra. Vừa đặt bác xuống đất, chỉ cho bác cái xác đang lấp lửng ở mương nước. Còn chỉ cho bác thấy sợi dây bên cánh tay. Vừa nhìn vào bác Phủ đã nhận ra đó chính là xác con mình, nên mới la lên: ôi con tôi đây mà. Tại sao mà xác con lại nằm ở đây? Trời ơi, con ơi là con. Mọi người thì phải giữ bác lại, tránh cho bác lao xuống mương nước. Tình hình ngày một loạn hơn, bởi một lúc mà có hai cái xác nổi lên thế này. Bác trưởng trấn mới nói: thôi, bây giờ các chị em phụ nữ về trước, còn cánh đàn ông ở lại vớt hai cái xác này lên trên bờ đã. Chúng ta cùng vào trong bãi tha ma xem thế nào. Đám phụ nữ đi về trước, chỉ còn lại những người đàn ông ở lại. Bác Phủ cũng được mấy người dẫn về. Cánh đàn ông đi vào trong bãi tha ma, nước phía trong này vẫn còn ngập tới mắt cá chân, nhưng mà vẫn thấy rõ từng nấm mồ nhô lên. Họ mới đi đến cái vị trí mà ngày trước chôn con bác Phủ. Nơi đó chỉ có một cái hố đất sụt xuống, nước ngập hết lên đen ngòm. Để cho chắc mọi người dùng cán cào thọc xuống dưới thì không có chạm vào một cái vật cứng nào cả. Bác trưởng trấn lên tiếng: vậy thì cái quan tài nó đi đâu mất rồi? Không lẽ là mục nát chỉ trong vòng vài tháng thôi sao? Làm sao cái xác này nó đội mồ trôi đi được chứ? Từng câu hỏi của bác đưa ra cũng không ai trả lời được. Người biết chuyện này chỉ có lão Mao và bốn tên đàn em của hắn. Hiện tại đứng ở đây có mặt cả bốn tên. Giờ đây trong lòng chúng đang lo lắng, không biết người làng sau khi biết được chúng là người lấy quan tài thì bọn chúng sẽ bị xử lý ra sao. Tuy nhiên hiện tại bốn tên cứ xem như không biết chuyện gì. Bác trưởng trấn thấy nước ngập vẫn còn rất là cao nên mới đành nói với mọi người: tôi thấy thế này đi, bây giờ nước vẫn còn cao, trời cũng tối rồi, chúng ta quấn hai cái xác vào chiếu rồi bỏ ở đây. Ngày mai nước rút rồi tìm quan tài thay vào. Nguyên nhân vì sao mất quan tài chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Mọi người mới nghe theo lời trưởng làng, quay về làng lấy hai cái chiếu ra, khênh hai cái xác vào chiếu rồi cột chặt lại, cắm đốt xung quanh cho sáng, khỏi bị chó hoang mèo hoang tha đi. Làm xong xuôi mọi chuyện, cả đoàn người ra về. Về đến đường làng thì ai về nhà đó trong cái sự mệt mỏi và lo lắng. Ai cũng lo ngày mai nước rút đi rồi sẽ còn thấy được cái điều gì nữa đây. Và
Tập này đến đây thì lại kết thúc mất rồi. Rất là hay luôn đúng không nào? Anh em nếu muốn đón xem tập tiếp theo thì đừng quên là like video này nha. Thêm vào đó là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.